Xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lại Nguyên. Tiếp tục clip ngày hôm nay thì em cũng có sưu tầm về một số tác phẩm để giới thiệu và báo giá với bà con mình nha. Thì hôm nay có về siêu phẩm nha bà con. Ở tranh rồng rất là đẹp nha, sông Long và tranh gỗ chắc nè. Ở cẳng một số loại vật quý giá nha, tủ Doraemon bài đồ. Ở thì cũng chân thành cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã ủng hộ trong những clip vừa rồi nha. Ở thì cũng rất mong bà con mình tiếp tục ủng hộ em chuẩn clip tới đó nha bà con. Thì đầu tiên là mã số 1A nha, ở một cái bức tranh là sông Long Trầu Nguyệt. Bức tranh này bà con mình xem nha, tất cả đều cảnh bằng ốc và xương. Bà con mình xem nó thì cái đặc biệt cái tranh này là cảnh nổi, gỗ là gỗ gõ nguyên con nguyên tấm luôn nha, đứng giữa là một khối lớn. Hàng này bà con mình xem cảnh từng chi tiết nhỏ thủ công, ốc thì ốc vàng tranh rất là đẹp. Thì hôm trước rất là lâu rồi em có về một bức sưu tầm rồi nha, cái này thì em vừa gặp về một bức nữa, nói chung hàng rất là siêu phẩm nha bà con, bên ngoài nhìn nó đẹp và rất là hồn nha. Cái chiều cao cái bức tranh này em đo nó lên tới nè, nó là 100 nữa, chiều cao tổng là 97 và tổng cái chiều dài của cái bức tranh này là nó lên tới 197 nha, 197 gần 2 mét đó. Độ dày khung tranh là hơn 4 phân, miếng giữa là một tấm, xung quanh là cẳng ốc nè, cũng như cẳng những cái chữ nha, khá là đẹp. Cái độ nổi này người ta cẳng ra rộng nổi nhất cái gài là chịu độ nổi nó ra là gần 4 phân lắm nha, tầm 4 phân đó. Bà con mình xem sông Long Trầu Nguyệt nha, bức tranh này cũng tượng trưng cho một cái phong thủy rất là tốt cho gia chủ nha bà con. Mình sưu tầm về nói chung rất là tốt về phong thủy á. Năm nay cũng năm rồng rồi, mình sưu tầm bức tranh này về mang cái tính chất về sức khỏe và thịnh vượng. Rồng thì tượng trưng cho quyền lực và sức khỏe nha. Hàng thì em bao đẹp cho bà con của mình, bao lần tích liền lạc nha, ốc là hoàn tranh hết. Những cái mẫu tích mẫu mã thế này giá trị cao, bà con mình về cứ kiểm tra hàng giúp em. Đúng hàng đúng đồ thì bà con mình nhận nha, hàng đẹp thì bà con mình nhận. Hàng này nói chung là không chê vào đâu được nha bà con. Cái bức này nói chung bên ngoài nhìn rất là đẹp nha và sắc nét luôn á. Tranh thì nói chung rất là nặng, khoảng 2 người khiêng mới nổi. Dạng tranh lớn á, bà con mình xem là mặt gỗ sau lưng đây, gia cố chắc chắn và cứng cáp luôn nha. Móc rất là lớn, gắn sẵn cho bà con mình về bắt lên tường thôi. Cái bức tranh này cũng vài chục năm nha. Em giao lưu cho bà con mình với giá là 32 triệu bao phí ship cho bà con mình là toàn quốc nha. 32 triệu đồng bao ship toàn quốc nha bà con. Sông Long Trân Châu. Và đến với mã tiếp theo số 2 là một bộ tranh cũng rất là đẹp và quyết giá trị nữa nè. Tranh này thì bà con của mình xem nha, tứ đại mỹ nhân. Cũng như là cầm kỳ thi họa nha bà con, còn người ta cảnh thêm một cái tích đó là tứ quý nha. Khá là đẹp luôn. Thì tranh này đặc biệt của nó, gỗ của nó là nguyên con gỗ chắc. Nguyên con gỗ chắc này nha, và đặc biệt chắc này nè, miếng giữa là liền một khối. Một tấm dừa liền một khối nha, đỏn bên ngoài cũng liền, không có đắp giá đắp ghép ba cái chắc dụng nha. Bà con mình xem giúp em, người hàng đến nhà mình cứ kiểm tra và test hàng nha. Hàng này nói chung là không chê vào đâu được á. Chiều cao mỗi tấm là em đo nó lên tới 1 mét, chiều ngang của mỗi tấm thế này là 38 nha, tổng 4 tấm tranh này nè là em đo lên tới là 112. Độ dày khung tranh đó nha là 2 phân rưỡi. Tứ đại mỹ nhân rất là đẹp, và đặc biệt đây là cảnh cũng như nè thân cây gỗ xưa kết hợp với bảy ốc bảy màu xanh lục rất là đẹp, cũng như á người ta cảnh vị trí là xương và ngà. Bà con mình xem nha, những vật phẩm rất là giá trị quý giá trên cái bộ tranh này. Những đặc biệt là những cái gương mặt từng người phụ nữ cẳng rất là đẹp nha, những gương mặt nhìn rất là đẹp chứ không phải mà bị mờ hay là bị lỗi gì hết nha bà con. Rất là sắc nét. Những cái đường hoa văn cắt tỉa của người thợ thủ công người ta làm nói chung là rất là tinh tế, mấy cái đường hoa văn này đều là thợ thủ công làm cắt tỉa hết nha. Bà con mình xem gỗ là lành tích toàn bộ. Gỗ là gỗ chắc tấm giữa liền khối. Cái hàng gỗ chắc thì bà con mình cũng biết rồi, là một loại gỗ rất là quý giá thị trường hiện nay nha bà con. Rất là đẹp nha, hàng liền khối này nói chung cũng rất là hiếm luôn nha. Đây mặt gỗ sau lưng đây, dân gỗ xới gỗ mộc mạc của nó luôn, đố này cũng là gỗ chắc luôn nè bà con mình xem nha, khá là đẹp. 4 tấm tranh này giá em giao lưu với bà con của mình là 38 triệu nha, hàng cao cấp hàng quyết nha bà con. 38 triệu đồng bao phí ship toàn quốc cho bà con của mình. Hàng về đến nhà kiểm tra hàng, test hàng, thẩm định hàng đúng đồ, bà con mình nhận không đúng hoàn về không tốn phí ship luôn nha. Thì người ta hàng giá trị cao thì bà con mình kiểm tra đơn kỹ. Bên em giao lưu thì cũng chính xác để nhiều khi mình ship đi ship về thì tốn phí ship bên em thôi. Rồi đến với mã số 3 này là một cái tủ bài đồ Doraemon. Tủ này là tủ gỗ gõ chạm đục hình nguyên một cái dầm vòng tròn ở trên nè, giống như một cái túi Doraemon nhìn rất là đẹp nha. Chất liệu là gỗ gõ nguyên con, mình để mình trưng đồ bài đồ rất là đẹp. Thì cái tủ này đặc biệt của nó là ta chạm đục hai mặt luôn, mình trưng mặt trước mặt sau cũng vẫn đẹp nha.
với cái chiều cao của tủ này thì em đo nó lên tới là 2m 209 đó, 209 thôi nha, gần 2m1 á. Còn cái đường kính ngang cái hình dọc con này là nó lên tới là 110 đó, chiều sâu ra của tủ á là em đo luôn đó là nó lên tới 32 nha, mỗi cái đố này độ dày nó là 3 phân đó, chạm đục hoa văn nè đó. Và con mình xem nha, những cái đầu gồng nữa nè, có ba cái hộp tủ để đồ nữa nè, rất là tiện ích tiện nghi. Mấy thằng này về mình trưng bày lên thì nhiều đồ đạt lên mình trưng nhờ đẹp lắm nha. Đó, những cái vật phẩm tùy hỷ của bà con của mình đó, mà đồ giá trị á mình trưng lên nhìn rất là đẹp đó, và nó cũng được hai mặt cho nên bà con mình để hướng nào mình trưng bày nó cũng vẫn đẹp hết, mặt trước cũng như mặt sau luôn, chạm đục toàn bộ đó, chỉ có cái mặt sau lưng nó không có hộp tủ thôi, nhưng mà người ta vẫn chạm đục đó, cho bà con mình để vị trí nào xem cũng vẫn đẹp nha. Cái chiếc tủ bài đồ này giá em cho luôn với bà con mình chỉ có là 16 triệu đồng thôi nha, 16 triệu bao phí ship cho bà con mình là toàn quốc luôn nha. Đó, bà con mình xem khá là đẹp, còn bà con mình ở miền Tây em có thể giảm phí lọc cho bà con của mình được nha. Và đến với mã số 4 em có một cái bộ bàn nè, cái bộ bàn bà con mình xem được chạm đục là những cái mà hoa bà con mình xem nha, hoa văn quả tiết nè, gỗ mộc mạc luôn nha bà con. Và bộ này đặc biệt gỗ nó là gỗ vỏ Quảng Bình nha, gỗ mộc mạc nó luôn á. Những cái mà chạm đục này đều là cũng không tay hết nha bà con. Đó, con mình xem em đo báo kích thước cho bà con mình thì cái này nó có 5 món thôi. Đó, chiều cao cái bàn nó là em đo lên tới 50. Tổng cái chiều dài của cái bàn này lên tới là 120 nha. Ngang của cái bàn này nè là 55. Đó, đôn này thì em đo luôn, mặt đôn vuông nó lên tới 34 vuông nha bà con. 34 vuông nha. Đó, còn diềm bàn thì cũng khá là dày, diềm bàn là dày tới 3 phân lận. Chiều cao cái bàn thì em đo lại là 51. Gỗ của nó còn mộc mạc nguyên kim nguyên si, khô ráo theo thời gian, bộ này là trên 40-50 năm. Đó, bà con mình xem giúp em nha. Ở hàng thì liền lạc hết, mỗi cái chân của nó thì độ dày ngang là 7 phân lớn nhất nha, diềm này nó dày cũng 3 phân mà, còn diềm bàn cũng 3 phân nha bà con. Đó, khá là đẹp. Đó, ốc này ốc có theo thời gian nha, ốc này là ốc xưa theo thời gian nhà bá chầu nha bà con, ốc tầm trung thôi. Ghế bà con mình xem rồi nha, rất là đẹp. Mấy cái ghế đơn nè, chiều cao cái ghế này em đo lên tới là 108. Chiều ngang cái phần tựa lưng ghế này nha là nó 67. Và chiều ngang cái vị trí mình ngồi nè là 67 luôn nha. Đó, sâu ra của ghế em đo 48. Từ mặt đất lên vị trí mình ngồi là 40. Những cái thành ghế này nó cũng rất là dày, từ 2 phân, 2 phân rưỡi trở lên. Còn thành sau lưng này thì nó dày, phủ bì là 3 phân rưỡi. Đó, bà con mình xem chạm đục nè. Đó, hoa nhã quỳ, hoa mẫu đơn rất đẹp. Ốc thì theo thời gian 5 tháng hết nha. Đó, tay này thì em đo chiều ngang 7 phân. Mình nhìn cái quăng gỗ mộc mạc mình có thể đánh giá được chất lượng gỗ và xới gỗ, bông gỗ của nó nha bà con. Mình cứ xem và cứ kiểm tra không gõ thì liên hệ qua số điện thoại Zalo, em sẽ tư vấn thêm, gửi hình ảnh đầy đủ chi tiết hơn nha. Đó, khá là đẹp luôn á. Còn cái băng ghế dài nè, băng ghế dài bà con mình xem nha. Đó, đây mặt sau lưng của nó cũng được chạm đục thủ công, cái này thì ngày xưa chạm đục thủ công tay hết. Băng ghế dài thì chiều cao cái thành này em đo là 113. Đó, tổng cái chiều dài của cái băng ghế này thì nó lên tới là 173 nha. Chiều sâu ra lọt lòng này em đo là 48 phủ bì. Đó, cứng cáp chắc chắn nha bà con, rất là đẹp, mộc mạc theo thời gian. Đó, bà con mình có nhu cầu với những màn sản phẩm như thế này em có thể đến bóc sơn lại cho bà con mình mới được, còn không em để nguyên zin cho bà con của mình luôn nha. Đấy bà con mình xem là hoa văn chạm chỗ nha. Đó, hoa lá tây. Ốc này thì ốc xưa theo thời gian hết rồi. Đó, cái bộ này hôm nay em để giá cũng hữu nghị giờ thanh lý cho bà con của mình luôn, nó 5 món rồi nha, hàng xưa theo thời gian nha bà con. Đó, bộ này hàng chỉnh xưa theo thời gian nha, nhưng mà được cái thì nó dày dặn chắc chắn. Đó, không một không một mối. Đó, bộ này em giao lưu với bà con của mình có giá là chỉ có 32 triệu thôi, bao phí ship toàn quốc nha, 5 món nha bà con, 32 triệu đồng, bao chỉnh hàng xưa cho bà con mình luôn á. Và đến với mã kế tiếp theo á là em có một cái bức tranh sơn thủy hữu tình nha, châm gốm xứ Tàu, khung gỗ Tàu luôn nha bà con. Nói về cái tích nè, cũng như là mà quê hương mà Tùng Đình nè. Đó, và những cái ngôi đền nè, bà con mình xem nha. Đó, những cái đồi núi trùng trùng điệp điệp rất là đẹp, như là thiên hạ Thái Bình vậy á. Cái chiều cao của bức này em đo là 86, chiều ngang 46 thôi, dày khung tranh là 2 phân rưỡi. Hàng không nứt bể tóc gió nha, làm tích liền lạc. Đó, một bức tranh là họa tiết rất là đẹp luôn nha. Đó, 46 86, hàng lầm tích. Đó, không có lỗi lầm. Đây khung gỗ cũng chắc chắn cứng cáp, mặt gỗ sau lưng đây nha. Bức này hôm nay em giao lưu với bà con mình giá chỉ có 1.600.000 thôi. Đó, 1.600.000 thôi nha. Mã kế tiếp theo này là số 6A.
một bức tranh chữ nhẵn nha, rất là đẹp luôn đó nha bà con. Ốc Singapore đó, bà con mình xem nha, ốc Singapore nè, vàng chanh xanh thiên lý, được cảnh tích chim hoa trong đó luôn. Gỗ là gỗ gõ, chiều cao cái bức này là 60, chiều ngang của nó em đo 50 thôi, độ dày cái miếng chanh là 2,5 khung chanh đó nha. Đó, rất là đẹp, chữ nhẵn ý nghĩa rất là hay nha bà con. Bằng gỗ sau lưng nè, đó, gỗ gõ hết nguyên tấm, em giao lưu bức này giá 2,8 triệu. Và mã tiếp theo em có một cặp bình gốm sứ Tàu đó, bà con mình xem hàng vẽ tay nha. Hàng Tàu này là nói chung là hàng này mà hàng sưu tầm rất là hiếm thấy, những cái đường mà mọc chữ người ta để nổi ở bên ngoài luôn, nổi xinh xanh bình luôn đó nha. Chiều cao em đo 43, đường kính miệng bình này 16 thôi, và hoành bụng đình này lên tới là 69 nha. Đó, những cái bình trơn tru thì nó nhiều, nó đắp nổi nó nhiều, nhưng mà cái mặt hàng mà mộc mạc mà nó ở trong ở trên này nè, hoa văn mà con mình nhìn nha, nó nhô ra ngoài luôn á. Đó, và vẽ cái tích người nha, chôn đế đây. Đó, chuẩn vẽ tay 100%, bà con mình về kiểm tra hàng. Đó, nếu mà hàng lên em tặng bà con mình kỷ niệm luôn. Đôi này giá vô luôn chỉ 3,8 triệu thôi. Đó, 3,8 triệu thôi nha, hàng Tàu có tuổi nha bà con, tộc xưa nha. Mã số 8 là một cặp bình gốm Tàu nè, vẽ hoa văn nè nha. Đó, vẽ cái này vẽ tích rồng đó bà con mình xem nha. Vẽ màu với chiều cao bình này á, em đo lên tới là 44, miệng bình 13. Hoành bụng này thì nó khoảng 56 thôi nha, miệng lành lặn không nứt bể tóc gió. Đó, tuổi đời 30-40 năm đổ về thôi, mẫu mã như thế này nha. Đó, bà con mình xem chôn đế nè. Đó, có sai em báo mình vậy, cặp này dám vô lô 3,6 triệu đồng. Và những món hàng gần đây thì bên em phải hôm trước em cũng có giao lưu, giá cũng khá là mềm, có chịu ngoài thôi cũng có nha. Đó. Còn mã tiếp theo này số 9 là em có một cái bình củ tỏi vẽ tích rồng nha bà con, lông phụng xung vầy nè, men gạn. Chiều cao bình này là 41, miệng đường kính là 4 phân, hoành bụng này lên tới 68. Dạng bình hút lọc đó nha, chôn đế đây mộc 6 chữ. Rất là đẹp nha bà con, vẽ hoa văn quả tiết, bình này dám vô lưu là 1,8 triệu. Và đến với mã kế tiếp này là số 10 à. Ở một cái chiếc bình quẻ là bách hạt nha bà con. Ở hàng men Tàu nha, gấm Tàu hàng này là em suy nghĩ là hình như là ban đêm nó sẽ phát sáng mờ á. Đó, thì đặc biệt cái bình này bị lỗi chút xíu, em để giá bà con mình hữu nghị luôn. Đó, bà con mình xem nha, ở giao lưu tương tác thôi nha. Chiều cao này em đo 44, miệng đường kính bình 13, hoành bụng này là nó 65. Miệng thì nó bị nhâm cái này chỉ có chút xíu à. Đó, nói chung là nó cũng không quá ảnh hưởng về cái vấn đề mà giá trị cao lắm, nhưng mà bình thì bà con mình xem còn lành lặn liền lạc toàn bộ nè. Đó, chỉ có cái miệng thôi nha, em để giá bà con mình chỉ 500.000 thôi, 500.000 đồng thôi nha. Và mã tiếp theo em có một cái ấm Tàu xưa. Đây cái ấm Tàu xưa nè, quay cán đồng, rất là đẹp. Hàng vẽ tay theo thời gian, vẽ cái tích rồng bà con mình xem nha. Con rồng vẽ đậm đà nha bà con, đó, bản sắc á. Chiều cao này em đo là 17, hoành bụng này lên tới, cái ấm này lên tới là 49. Ấm này thì em đo nó khoảng 2 lít nước nha. Đó, già tuổi đời nha bà con, chiếc này nhìn già tuổi nha. Đây, đó, bà con mình xem nha, khá là đẹp luôn á. Đó. Ấm này giá em vô luôn là 1,5 triệu cho bà con mình, 1,500 triệu. Và đến với mã tiếp theo số 12 nè, em có một cái chiếc bình này nha, sông lông hút lọc nha bà con. Đây được ngẫm nổi hàng của Tàu, hàng này là hàng cao cấp giá trị. Đó, bà con mình xem qua cảm nhận giúp em. Đó, mang của nó nè, đó, bà con mình xem nha. Đó, với cái chiều cao này em đo lên tới là 26, hoành bụng này lên tới là 37 nha, khá là đẹp, trừ mọc cái chôn đế luôn nè. Đó, bà con mình xem nha. Đó, hàng Tàu cao cấp nha bà con, em giao lưu chiếc bình này giá em giao lưu là 1,8 triệu. Nó được khảm ngọc nổi luôn. Số 13 là em có một cái chú heo. Đó, một cái chú heo kim tiền gốm này là gốm chu đậu xưa nha. Chú heo cười nè bà con, đó, khá đẹp. Với chiều cao này thì em đo là 32, tổng cái chiều dài là 30, chiều sâu ngang là 15 thôi. Đó, hàng thì lành tích liền lạc nha. Đó, theo thời gian 5 tháng. Đó, gốm chu đậu thì bà con mình biết rồi, cái dòng gốm nổi tiếng từ ngày xưa, bây giờ là không còn sản xuất nữa nha. Trên 20 năm nay là không còn sản xuất gốm chu đậu nữa. Bức này giá em giao lưu là 1,5 triệu, 1,500 triệu đồng. Mã kế tiếp theo số 14 nè, em có một cái mâm đồng xưa nha bà con, khá là đẹp. Đó, mâm đồng xưa, cái đường kính mâm này á là em đo lên tới là 46, chiều cao của cái mâm á là 7 phân. Đó, chiều cao cái mâm 7 phân. Đó, hàng này là hàng xưa nha, hàng có tuổi nha bà con. Mâm này có chân, 3 chân luôn, chứ không phải mâm trơn mà thường thường nó không có chân để lưu gạo nha. Cái này giá như lưu là 2,400,000 đồng nha. Và mã tiếp theo số 15A, một cái đĩa gỗ gõ. Đây bà con mình xem nha, được cẳng cái tích nè. Đó, lý ngư vọng nguyệt nha, cá chép ở dưới ánh trăng. Cái đường kính đĩa này là 39 phủ bì, tổng chiều cao đĩa là 46 luôn, cả đế gỗ gõ luôn á. Dày cái đĩa này là 4 phân nha. Ốc này là ốc đẹp, ốc cao cấp nha. Bà con mình sưu tầm về kiểm tra hàng đúng ốc, đúng chất lượng, nhận không đúng hoàng về yên tâm luôn, không bao giờ tốn phí ship.
giá em vô luôn chiếc đĩa này chỉ có là 2,8 triệu thôi đó, để giá hữu nghị cho bà con mình hôm nay luôn nha. Mã số tiếp theo nè đó, thì em có là số 16 ở một cái khay đó, khay này là chất liệu gỗ của nó là hàng của Tàu xưa nha bà con, gỗ Hoàng Dương nha, một cái loại gỗ giá trị quý hiếm của Tàu, mà hàng này hàng xưa nữa nha, nó có luôn ca cái quang hai hộp tủ dưới nhìn rất là đẹp đó. Hàng này em bao bà con của mình Việt Nam không là gió, cũng kiếm cái thứ hai cũng không có luôn. Chiều cao là 8 phân, đường kính miệng 20. Cái này tôi đời khá là già, cái hộp tủ nó dài lắm. Đây, đó, con mình xem khá là đẹp nha, gỗ Hoàng Dương nha. Chiếc này em giao lưu là 2 triệu, bao chuẩn hàng xưa cho bà con mình của Tàu. Số 17 em có một cái hộp mình đựng trà, đựng chè nè, gỗ hương nguyên khối, chạm đục là tích Bát Mã. Đó, chiều cao cái hộp này em đo 19, miệng đường kính 11, quanh bụng là 35 nha, quăn mộc mạc. Cái này em để giá thanh lý cho bà con của mình luôn nha, tương tác luôn là chỉ 600.000 thôi, 600.000 đồng thôi nha. Và tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đồ xưa Lê Nguyên chân thành cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã xem kênh, ủng hộ kênh nha. Mình chúc sức khỏe bà con mình trên mọi miền Tổ quốc. Xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.